bây giờ làm sao anh? Má công an đi, ông Thọ dính tụi mình đó. Dạ. Đừng, mày giết anh tao rồi. Tấn ơi, Tấn, nghe lời ba đi con, ra trình diện đi con. Tấn ơi, Tấn, Tấn ơi, con ơi. Tấn ơi, nghe lời ba đi con, đưa người ta đi cấp cứu, rồi ra trình diện đi con ơi. Ông đi ra khỏi đây đi. Chú chị đến đây tắp nhang nhang cho anh trai con không mà. Mà sao ông dai quá vậy? Từ cái lúc đám ma là gia đình tôi cấm ông qua rồi mà. Ai làm sai á thì người đó chịu. Chú thật lòng đến đây để xin lỗi con, xin lỗi gia đình con mà. Ông xin lỗi á, anh tôi không có chứng đâu. Điều quan trọng bây giờ ông kêu thằng con trai của ông đi ra đầu thú đi kìa. Nếu thật sự chú có gặp thằng con trai của chú thì chú sẽ bắt nó đến công an, chứ không phải kêu nó đi đầu thú đâu. Ông đừng mà có đạo đức giả ở đây. Ai mà không biết á, ông cưng con trai của ông. Cha mẹ nào mà không thương con chứ. Cái gì đúng thì đúng, cái gì sai thì sai. Chú muốn đến đây là cốt để thắp nén hương chuộc tội cho thằng Tuấn. Dạ đây là lần cuối tôi nói với ông, ông mau xéo khỏi đây, nếu không á đừng có trách tại sao tôi hổn. Anh hai, thằng Tuấn á, nó vẫn chưa bị bắt. Nhưng mà anh yên tâm đi, rồi công an cũng sẽ tìm ra nó. Chú ấy từng là người thầy thuốc rất giỏi, chỉ muốn truyền nghề duy nhất cho một đứa con trai và mong muốn anh ta nối nghiệp. Nhưng chắc có lẽ không thành hiện thực được rồi. Tội nghiệp ông chú, cứ đi tìm thằng Tuấn suốt 3 năm nay. Thằng Tuấn á, giờ chắc nó không vượt biên ra nước ngoài rồi. Chứ nghĩ sao, ở Việt Nam trốn mấy năm trời, công an không lẽ không tìm ra nó. Công an Việt Nam mình hay lắm nha, trốn cỡ nào cũng bị bắt đó. Mày thấy mấy vụ cướp tiệm vàng không, cỡ nào cỡ cũng không thoát. Mà thôi, cũng mong chồng sớm tìm được thằng con ông, khuyên nó ra đầu thú. Thank you.
anh cho địa chỉ cụ thể đi. Chứ bây giờ cứ đi lòng vòng như hoài tới bao giờ? Anh cứ đi thẳng đi, chạy thẳng em tôi. Tôi không chạy nữa đâu, xuống đi. Không đi đâu nữa hết trơn á. Không có địa chỉ mà cứ chạy lòng vòng hoài. Sáng giờ gặp thằng Á Minh nữa không à. Thôi tôi xin lỗi ông anh nha. Lỗi gì? Đi mà không biết đi đâu nữa. Chạy lòng vòng. Tốn thời gian. Chú không cứu mẹ con sẽ chết đó. Ngày ba con mất, mẹ con cứ lên cơn suyễn hoài. Chú nghĩ chắc phải đưa mẹ con đi bệnh viện mới được. Vậy chú hãy đưa mẹ con đi bệnh viện đi. Chứ con làm sao đưa mẹ con đi bệnh viện được. Xin lỗi con, chú không thể đưa mẹ con đi được. Con xin chú hãy cứu mẹ con. Cảm ơn con. Mấy con vô nhà học bài đi nha. Dạ. May quá nhờ có anh cứu giúp á, không là tôi khó qua khỏi lắm. Không có gì đâu chị. Ai ở trong trường hợp đó cũng làm như vậy mà. À, anh ở đâu tới? Tôi là bộ đội xuất ngũ. Gia đình không còn ai hết. Tôi là trẻ mồ côi. À, anh tên gì? Tôi tên Phúc. Hèn gì,
cái người phúc hậu như cái tên vậy. Bây giờ xuất ngũ rồi, anh định đi đâu, làm gì? Thú thiệt thì tôi cũng chưa biết đi đâu. Đang định đi vào Nam lập nghiệp, mà đi giữa đường hết tiền bắt xe đi tiếp. Trời ơi, lập nghiệp ở đâu mà không được. Tôi cũng đang thiếu người đây nè, ở lại phụ giúp tôi trông coi giường tược đi. Nếu vậy thì ngại quá. Có gì đâu mà ngại. Chồng tôi, ông cũng vừa mới mất, trong nhà không có đàn ông làm mấy việc nặng. Anh ở lại giúp tôi đi. Vụ án vẫn chưa khép lại, hung thủ vẫn còn sống ngoài vòng pháp luật. Không có dấu hiệu đối tượng vượt biên. Vậy là cơ hội bắt Tuấn vẫn còn. Lực lượng công an các tỉnh có thể hỗ trợ sàng lọc và nhận dạng giúp chúng ta. Bà Phúc ơi, có khách. À, đây là chú Vũ, con bác hai xóm trên. Chồng tôi, ổng biết về xương khớp, để ổng làm thử đi. Dạ. Chú bị sao vậy? Em bị chặt cái tay, vậy anh coi giúp em với. Đâu để tôi coi thử. Té đâu mà bị chặt khớp vai vậy? Chặt khớp vai hả? Hèn gì đau quá nè. Gắn vô đai chút xíu nha, để tôi nắn lại. Em, ra nhà sau pha cho anh miếng thuốc rượu. Bán nhà thật hả chú Võ? Chú già rồi, phải bán căn nhà này để có tiền đi kiếm thằng Tuấn. Chú, công an người ta tìm còn chưa ra nó nữa, chú cố gắng tìm nó làm gì? Mà chú nữa, có tuổi rồi, nghỉ ngơi đi chú. Nó là con của mình, dù cho nó có phạm tội gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là con của mình. Chú phải đi kiếm nó để biết nó sống chết ra sao, rồi còn bắt nó ra công an đầu thú nữa. Ông á, đừng có giả nhân giả nghĩa. Ông bán nhà để lấy tiền chu cấp cái thằng con ông chứ gì? Nè nè, làm gì mà la lối ông sùm vậy? Công an á, người ta cũng đã điều tra rồi. Chú Võ không phải là người như vậy đâu. Tới bây giờ tôi vẫn nghĩ ông là người như vậy đó. Khi nào á con ổng bị bắt rồi tử hình, đền mạng cho anh tôi á thì tôi mới nghĩ nói. Thôi mày về đi mày ơi. Chuyện qua biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quên được. Tôi nói rồi nha, tới chết tôi cũng không có quên. Thôi chú đừng có buồn, để có gì con kiếm khách giúp chú. Chú cảm ơn con.
mới dậy gần bên còn hôi sữa nhậu ké mà đặt nữa. Hôm bữa là do chơi hội đồng với em thôi, em chở tay đâu kịp đâu anh. Lần này mày không khỏe lại em cho tụi nó chết hết. Bị vậy rồi mà còn hăng quá ha. Chứ sao anh, em nói thiệt với anh nha, hôm bữa mày thử solo với em coi, chưa biết nào hơn thằng nào đâu. Tôi chữa cho chú lần này, lần sau không chữa nữa nghe. Sao vậy anh? À! Đau quá anh. Thôi chú đi về đi. Cô em hết nhiều em gửi lại cho. Thôi không cần tiền bạc gì đâu, chú đi về đi. Em không ngờ anh biết chữa trị mấy cái này luôn á. Anh có học lớn của người ta nên biết được chút đỉnh. Anh, không ấy mình mở phòng khám luôn đi. Thôi, có biết nhiều gì đâu mà mở phòng khám. Em đi nấu cơm đi, để anh đi chặt củi tiếp. Nhà này được xây dựng trên đất của ông bà, tôi là người đứng tên, coi như là chưa có qua trung gian mua bán gì hết trơn á. Dạ, chú coi bớt tí, nếu được thì hôm nay con đặt cọc rồi mình công chứng luôn. Nhà của ổng từng có án mạng chết người, con trai là tội phạm bị truy nã, còn đang trốn công an kìa. Ai mua nhà này là lãnh nạn giùm đó. Trời ơi, chú làm mất thời gian của tôi quá. Chuyện xảy ra đã lâu rồi, sao con không bỏ qua được cho chú hả Linh? Tôi nói rồi, khi nào thằng Tuấn chưa vô tù, gia đình tôi không có tha cho ông đâu. Ông đừng có hòng mà bán nhà rồi lấy tiền đi theo nó. Xin con lần cuối, cả gia đình con đã dằn vặt chú biết bao nhiêu lâu rồi. Chú bán căn nhà này là để có tiền đi kiếm thằng Tấn, bắt nó ra chịu tội với pháp luật. Chú mong con bỏ qua chuyện cũ đi nha con. Chú Vũ. Ủa, anh Phúc. Gà này chắc cũng được mấy độ rồi ha. Dạ. Mà cũng chính vì nó mà đợt trước em bị đánh hội đồng chặt khớp vai luôn. Anh nhớ không? Tôi thấy chú còn trẻ, sao không kiếm cái nghề gì mà làm, cứ đi đá gà, cờ, bạc, kiết, đánh mất hết tương lai. Anh không thấy hả? Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này có gì kìa đâu mà làm. Mấy thằng trong xóm mình nè, bỏ lên thành phố làm hết, mà làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng, sao sống nổi. Làm công nhân á, hay làm gì nó cũng là một cái nghề. Mình phải giữ cái lập trường của mình, để sau này còn lo cho vợ con, lo cho gia đình nữa. Thì anh nhìn em đi, coi làm được cái gì.
Chú có muốn làm cái nghề chữa bệnh cứu người như tôi không? Hả? Theo lời của Vũ thì đối tượng đã sống ở đây được vài năm, tính tình khá hiền lành. Để xác định và bắt được đối tượng, chúng ta cũng cần phải hợp tác với công an địa phương. Em hãy phối hợp với công an địa phương để xác nhận, còn anh sẽ ở đây nhận diện đối tượng. Rõ. Nè anh, hai thầy trò định đi đâu vậy? Dạ em chở thầy Phúc đi hái lá thuốc để về ngâm rượu. Ráng theo thầy học lấy cái nghề, đừng có bài bạc rồi đi đánh lộn nữa. Dạ. Tiện học đến ngày hôm nay thì con cũng biết được nhiều thứ. Nào là trị bong gân, rồi chặt khớp. Bây giờ học thêm cách ngâm rượu nữa là mở thêm phòng khám được rồi. Muốn mở phòng khám phải học thêm nhiều thứ nữa. Bao nhiêu đó chưa là cái gì đâu. Đừng có ý ý. Dạ. À, chuyến này anh đi hơi lâu, hai mẹ con có gì cần thì gọi chú Vũ nghe. Sao anh không xài điện thoại? Anh không có thích xài công nghệ, với lại cũng không có gì cần để xài. Thôi đi nhanh đi, kêu trễ. Em đi nha chị. Ủa thầy, mình đi cả tuần rồi sao không về? Còn đi đâu nữa vậy? À, tôi nhờ cậu một chuyện. Ở trong đó là nhà của người quen đã cứu sống tôi lúc nhỏ. Cậu cầm số tiền này vô đưa cho bác ấy. Nhưng mà đừng nói là tôi đưa, nếu không bác ấy sẽ không nhận. Thôi, chuyện nhỏ. Có ai ở nhà không ạ? Chú ơi, chú ơi. Cậu là ai vậy? Dạ, dạ có người nhờ con gửi cho chú cái này. Ủa mà sao người chú nóng quá vậy? Tôi nóng sốt mấy bữa nay rồi. Chú nằm đây đợi con một xíu. Chị ơi, cho tôi mượn thao nước với khăn chứ. Bây giờ chú trọng sốt quá. Anh là ai vậy? Tôi là... Tôi hỏi anh là ai? Thôi, bây giờ lo chú trước đi, còn xíu nữa trả lời chị sau. Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Dạ. Alo, công an xã hả? Nè anh ơi, anh là người thân của chú Võ hả? Ừ. Tôi có một số việc cần hỏi anh. Tao không rảnh mày. Tôi là cảnh sát, nếu anh không hợp tác sẽ mang tội đồng lõa đó. Vũ đã chịu khai rồi chứ? Ban đầu đối tượng rất là ngoan cố,
Y nhất quyết không khai ai là người nhờ hắn đem tiền cho ông Võ. Tuy nhiên sau khi tôi cho hắn xem cái thông tin vụ án của Tuấn ngày xưa, hắn bắt đầu hợp tác. Tốt lắm. Vậy là chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng để bắt đối tượng. Việc còn lại là đừng để y biết Vũ đã khai gì với chúng ta. Rõ. Dạ, chào chị. Chào em. Đây có phải nhà thầy Phúc chuyên trị xương khớp không ạ? Đúng rồi, nhưng mà có gì không? Dạ, em muốn học nghề. Chị có thể cho em gặp thầy Phúc được không ạ? Chồng chị đi mới về nên là hơi mệt. Em chờ chút nha. Xin lỗi chú em, nhưng tôi không có nhận học trò. Nghe anh Vũ nói, thầy bấm nguyệt trị xương khớp mát tai lắm. Giỏi nghề như vậy mà mới truyền cho một học trò, có ủ không thầy? Tôi chỉ biết chút đỉnh, đâu có dám chuyện nghề gì đâu. Có người cha làm thầy thuốc rất giỏi như vậy mà chỉ biết chút chút, thầy nghĩ em có tin không? Chú nói gì tôi không hiểu. Chào anh Tuấn. Tôi không phải là Tuấn, tôi tên là Phúc. Anh Ngô Thành Tuấn, sinh năm 1978, con trai của ông Ngô Thành Võ. Anh nói mồ côi, không có cha mẹ mà. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Còn anh, mời anh về cơ quan công an để cho lời khai. Đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đây là đối tượng bị truy nã về tội giết người, đã được báo chí đưa tin cách đây vài năm. Trời ơi, vậy là từ trước tới giờ tôi chung sống với kẻ giết người sao? Anh nói gì đi. Có chuyện gì vậy? Anh con Linh đi đá gà bị người ta đánh xỉu, bây giờ phải đưa nó vô bệnh viện. Đưa vô nhà chú đi, để chú chăm cứu cho. Nè ông làm được không? Nếu không thì để anh tôi đi bệnh viện. Con không có tin tưởng vào tay nghề của chú hả? Chú đã từng chữa trị cho biết bao nhiêu người. Chú Võ nói đúng đó, ở đây ổng chăm cứu là giỏi nhất, ai mà không biết. Nè ông làm được không? Anh tôi mà có chuyện gì ông phải chịu trách nhiệm đó nha. Con yên tâm đi, chú chỉ cứu người chứ không có giết người. Võ, ông nhìn nè, chú đã nói với con rồi, hai chân con bị liệt á là không phải do chú chăm cứu mà là do tụi con đánh nhau gây chấn thương. Lần trước tôi đã nói với ông rồi, có trị được hay không, không thì để anh tôi đi bệnh viện. Một hai em cứ cãi rống lên. Thì chú cũng đã chăm cứu cho anh con tỉnh dậy rồi mà. Ông chăm cứu mà ra nông nổi vậy đó hả? Bây giờ tôi phải sống với hai cây nạn đây nè. Con à,
con chịu khó tập vật lý trị liệu, chú tin rằng hai chân con sẽ mau chóng phục hồi. Đồ lang băm, bây giờ ông nói ai mà tin nữa. Hai anh em nói kỳ cục từ trước tới giờ, con thấy lòng tốt của ba đặt không đúng chỗ rồi đó. Hai anh em thằng Trường á, đúng là không biết điều. Chú Võ giúp đỡ nó như vậy á, mà hai anh em nó qua đây mắng chửi chú nữa. Đó, bây giờ cái chân nó bình thường rồi đó, đâu phải lỗi của chú Võ đâu. Nếu nó chịu nghe lời ba anh, đi tập vật lý trị liệu sớm là phục hồi nhanh hơn bây giờ nữa. Thôi anh ơi, mai mốt đèn nhà ai nấy sáng, anh với chú Võ đừng có giúp gia đình nó nữa. Được thì không sao, không được thì mất công nữa. Đúng rồi anh. Chú Võ ơi, chú Võ. Có chuyện gì vậy con? Chú, má con bị đau bao tử á, chú cho con xin hốt mấy thang thuốc lần trước cho má con uống nha. À, được rồi, con chờ chú một chút nha, để chú vô hốt thuốc cho má con ha. Dạ. Ba, ba thương cho Hoàng Kỳ hết rồi, không có đủ hốt thuốc đâu ba. Lên, mày đi lên bệnh viện mua thuốc cho mẹ mày đi. Cái đồ ích kỷ, tính đàn bà. Ông để bụng chuyện lần trước chứ gì? Để bụng hay không là tự mày hiểu. Có gì mất công qua đổ thừa cho ba đâu nữa. Này này, sao con nói vậy? Thôi được rồi, để chú vô chú coi coi còn sót miếng nào, chú hốt cho má con uống ha. Khỏi. Cái đồ ích kỷ xấu xa, hàng xóm với nhau nè, không biết giúp đỡ. Cha con ông á là cái đồ bần tiện. Mất dạy. Ba mẹ mày không có dạy mày hả? Ông dám đánh tôi á hả? Anh hai, nó đánh em á. Mày có ngon, ra đây uống với tao nè. Cái gì? Mày cầm dao hù tao đó hả? Thôi con, bỏ qua đi, nhìn nó đi con. Tao không có hù, tao nói là tao làm thiệt. Ngon mày vô đây. Được, mày chờ đó. Tuấn, Tuấn ơi, Tuấn. Mày đánh đi, mày chết đi. Vợ mày thối rồi. Giỡn mày thôi rồi mày. Sao anh? Báo công an đi, ông thôi dính tụi mình đó. Dạ. Đừng, mày giết anh tao rồi. Tuấn ơi, Tuấn, con nghe lời ba, ra trình diện đi con. Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn ơi, con ơi. Tuấn ơi, Tuấn, Tuấn ơi, nghe lời ba đi con, đưa người ta đi cấp cứu, rồi ra trình diện đi con ơi. Thank you.
đã đến nước này, anh không còn gì để nói. Mọi chuyện hãy để pháp luật làm rõ. Anh xin lỗi hai mẹ con. Là một người có tính nóng nảy, Tuấn đã không kiềm chế bản thân ra tay giết người hàng xóm chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ. Sau khi sát hại một mạng người, y đã nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, mặc cho cha mình khuyên đi đầu thú. Thời gian sau, đối tượng đã thay tên đổi họ và sống như vợ chồng với một người phụ nữ đã từng có gia đình. Trong khoảng thời gian này, Tuấn sống khá khép kín và tiếp tục hành nghề thầy thuốc mà cha y đã truyền dạy. Nhiều năm trôi qua, cứ tưởng rằng tội lỗi của mình năm xưa đã được chôn vùi trong quá khứ. Một lần sơ suất, y đã nhờ người học trò mang tiền về cho cha mình. Đây chính là mấu chốt để lực lượng chức năng điều tra và truy bắt kẻ thù ác năm xưa. Trong vụ án của Tuấn, người đáng thương nhất không ai khác chính là người cha tội nghiệp của y. Bao năm ngược xuôi, tìm tung tích của con mình chỉ với một mục đích duy nhất là khuyên con đi đền tội, và mặc cho gia đình nạn nhân nguyền rủa suốt bao năm, con trai mình vẫn lẩn trốn.